Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của BYN TV 57.3. Thùy Nga cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị. Và sau đây là phần tin thế giới với những tin tức cập nhật mới nhất trong ngày mà chúng tôi vừa nhận được. Giám đốc SEC điều trần tại Ủy ban đặc trách ngân hàng liên bang. Cơ quan kiểm soát thị trường chứng khoán quốc gia Hoa Kỳ vừa vào cuộc để thẩm định các bản báo cáo từ công ty JP Morgan Chase. Tổng giám đốc SEC, bà Mary Shapiro, đang điều trần tại Ủy ban Trung ương đặc trách về Ngân hàng Quốc gia rằng công ty kiểm soát SEC đang tập trung làm bản thống kê ngân sách của công ty JP Morgan Chase trong thời điểm 3 tháng đầu năm 2012 và các lợi nhuận kiếm được như thế nào. Vào tuần lễ đầu của tháng 5, công ty JP Morgan Chase đã đưa ra bản báo cáo thua lỗ gần 2 tỷ Mỹ Kim. Điều này ảnh hưởng đến cơ cấu tín dụng và ảnh hưởng trực tiếp đến sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ thua lỗ trong những ngày qua. Bà Shapiro nói thêm, công ty SEC vẫn chưa kiểm soát toàn bộ tài sản giao dịch tại JP Morgan Chase vì đa số các sự trao đổi thương lượng hợp đồng đều nằm trên ngoài công ty nên khó kiểm soát được ngân sách giao dịch như thế nào. Theo các điều luật hiện hành, Dodd-Frank được áp dụng kể từ năm 2010, tất cả các hệ thống tài chính đều thay đổi nhằm đáp ứng tình hình kinh tế hiện tại. Có thể những đạo luật mới này dẫn tới sự làm ăn thua lỗ của công ty JP Morgan Chase trong 3 tháng đầu năm 2012. Tuy vậy, vẫn còn quá sớm để kết luận về sự làm ăn thất bại của công ty JP Morgan Chase, cần phải có thời gian thu thập các dữ kiện tài chính và phân tích kỹ lưỡng các nguyên nhân đưa đến sự thua lỗ. Nhân viên bầu cử Ai Cập phân phối thùng phiếu và lá phiếu tới các phòng cử, tin từ Cairo. Thùng phiếu và lá phiếu đã được phân phối tới các phòng phiếu tại thủ đô Cairo trong sáng nay. Khoảng 50 triệu cử tri Ai Cập sẽ đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống vào ngày mai và ngày mốt. Nhân viên an ninh đã khiêng các thùng phiếu lên xe trước sự chứng kiến của luật sư và các ủy viên của Ủy ban tổ chức bầu cử. Phó trưởng lý Mohammed Al-Masri nói rằng, với ý muốn của Chúa, cuộc bầu cử tổng thống sẽ thành công, sẽ chọn được một vị tổng thống tốt. Luật sư Saad Mahdi, chuyên biệt luật hiến pháp và cũng là thành viên của Ủy ban bầu cử nói rằng, ông ta hy vọng người dân biết tự chế, không tạo thêm nhiều vấn đề để cuộc bầu cử tiến hành tốt đẹp. Hội đồng quân lực đang cầm quyền tuyên bố cuộc bầu cử tổng thống Ai Cập trong 2 ngày thứ Tư và thứ Năm tuần này sẽ là một cuộc bầu cử hoàn toàn tự do, dân chủ và công bằng. Nếu không có ứng cử viên nào nhận được trên 50% số phiếu trong vòng đầu, cuộc bầu cử vòng nhì sẽ được tổ chức trong tháng 6 và Hội đồng quân lực sẽ trao quyền hành cho tổng thống đắc cử vào ngày 1 tháng 7. Tòa thị chính San Agustino bị sập, tin từ San. Một ký giả đi làm tin tức trong vùng động đất đã bất ngờ chứng kiến tòa thị chính San đang sập đổ. Người ký giả làm việc cho đài Republica TV đã làm bản phúc trình sóng cho đài với bối cảnh tòa nhà sau lưng đang sập trong một trận hậu chấn mạnh. Hàng ngàn người vẫn còn phải ngủ trong lều hay trong xe vì trên 100 trận hậu chấn tiếp tục diễn ra. Trận động đất làm 7 người chết và hư hại nhiều khu vực văn hóa đã có từ nhiều thế kỷ. Nhiều quân nhân Syria bị quân đứng dậy tiêu diệt, tin từ Idlib. Nhiều quân nhân Syria đã bị bắn chết tại thị trấn Kaf Karmin gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Hình ảnh video đưa lên các trang web xã hội cho thấy nhiều người đã chết. Hình ảnh cũng cho thấy quân dân đã gỡ lấy súng nặng và một khẩu pháo trước khi rút vô rừng. Áp lực quốc tế đã không làm cho hai phe Syria đình chiến theo chương trình hòa bình của ông đặc sứ Kofi Annan. Thương thuyết trưởng nguyên tử Iran gặp Thủ tướng Iraq, tin từ Baghdad. Thương thuyết trưởng nguyên tử Iran, ông Saeed Jalili, đã gặp Thủ tướng Nouri al-Maliki của Iraq trong sáng nay, một ngày trước khi gặp đại diện lực cường gồm Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Trung Cộng và Đức Quốc. Các cường quốc thế giới muốn giới hạn chương trình làm giàu uranium của Iran. Tùy theo mức độ làm giàu, uranium có thể dùng khai thác điện lực hay dùng chế tạo bom nguyên tử. Tây phương nghi ngờ Iran đang mưu toan chế tạo vũ khí. Iran luôn luôn tuyên bố chỉ muốn khai thác điện lực và bào chế chất đồng vị phóng xạ dùng trị bệnh ung thư. Tại cuộc họp ở thủ đô Baghdad vào ngày mai, lục cường muốn chắc chắn Iran không làm giàu uranium cao hơn 20%. Uranium làm giàu 20% có thể dùng cho lò phản ứng sản xuất chất đồng vị phóng xạ, làm giàu 5% có thể dùng làm nhiên liệu nhà máy nguyên điện tử, làm giàu 90% có thể dùng chế bom nguyên tử. Tổ chức OECD công bố phúc trình tiên đoán phát triển kinh tế toàn cầu, tin từ Paris. Một bản phúc trình của Tổ chức Cộng tác Kinh tế và Phát triển, gọi tắt là OECD,
đã công bố một bản phúc trình trong sáng nay cho thấy Hoa Kỳ và Nhật Bản đang phục hồi kinh tế trong lúc Âu Châu suy thoái trở lại. Tổ chức OECD công bố tiên đoán hai lần trong một năm cho rằng nền kinh tế toàn cầu trong năm nay tăng trưởng được 3.4%, ít hơn 3.6% trong năm ngoái, nhưng sẽ tăng lên mức 4.2% vào năm 2013. Tổng thư ký Angel Gurria của OECD nói rằng nạn thất nghiệp cũng còn quá cao tại nhiều nước. Nhiều nước chưa phục hồi lại nền kinh tế ở mức trước thời kỳ khủng hoảng, trong lúc ngành ngân hàng đang gặp nhiều khó khăn và nền tài chính công tại nhiều nước rất yếu. Khu vực đồng euro đang ở trong tình trạng mâu thuẫn, các nước miền Bắc phát triển, trong lúc các nước miền Nam suy thoái. Tình trạng chính trị cũng không ổn định, phản ánh qua cuộc bầu cử Hy Lạp và khó tiên đoán tương lai của nước này. Kinh tế trưởng ông Pier Carlo Padoan của OECD nói rằng, vài tuần trước đây, ông ta nghĩ giai đoạn nguy hiểm sắp hết. Khu vực đồng euro đã dời qua bờ vực, nhưng tình hình mới đây trở nên tồi tệ hơn, sẽ làm ảnh hưởng tới sự phát triển toàn cầu. OECD tiên đoán nền kinh tế 17 nước đồng euro sẽ rút giảm 0.1% trong năm, trước khi tăng trưởng được 0.9% vào năm tới. Nhưng nền kinh tế được Đức phát triển được 1.2% trong năm và 2% vào năm 2013. Trái với khu vực đồng euro, điều kiện tín dụng và chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục giúp nền kinh tế Hoa Kỳ phát triển khoảng 2.4% trong năm nay và 2.6% vào năm 2013. Trong lúc đó, nền kinh tế Nhật phát triển được 2% trong năm nay là 1.5% vào năm tới. Sự phục hồi nền thương mại toàn cầu tạo sáng lạng cho nhiều nước. OECD tiên đoán thương mại toàn cầu tăng được 4.2% trong năm nay và 7% trong năm 2013. Nền kinh tế xuất cảng của Trung Cộng được tiên đoán sẽ phát triển được 8.2% trong năm nay và 9.3% vào năm tới. Chính sách giảm lãi suất, tăng chi tiêu xã hội đã làm gia tăng nhu cầu nội địa giúp Trung Cộng phát triển. Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế đưa ra nhận xét đối với nền kinh tế Anh, tin từ London. Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế bà Christine Lagarde đã trình bày bản duyệt xét kinh tế Anh quốc, nói rằng sự phục hồi kinh tế của Anh quốc chưa vững chắc, nhưng đang đối diện với nhiều sự bất định, khủng hoảng khu vực đồng euro sẽ ảnh hưởng Anh quốc qua nhiều nẻo, phát triển đang rất chậm, nạn thất nghiệp, nhất là nạn thất nghiệp của giới trẻ tăng quá cao, cho nên Anh quốc cần phải có những chính sách thúc đẩy nhu cầu nội địa. Bà Lagarde cũng nói rằng chính phủ Anh và Ngân hàng Trung ương Anh cần phải cắt giảm thêm lãi suất, phải in thêm tiền nếu thấy nền kinh tế trở nên tệ hơn. Ngân hàng Anh quốc đã ngưng chương trình tung tiền thúc đẩy phát triển kinh tế, gọi là quantitative easing, trong đầu tháng này vì lo ngại nạn lạm phát. Bà Lagarde đã khen ngợi chính sách khắc khổ của Bộ trưởng Tài chánh George Osborne, nói rằng những nước Âu Châu đang gặp biểu tình chống các biện pháp kiềm ước nên học theo chính sách của Anh quốc. Đối với Hy Lạp, bà Lagarde tuyên bố bất cứ chính phủ nào lên cầm quyền ở Hy Lạp cũng phải thi hành những điều kiện cứu nguy đã cam kết với Liên Âu và IMF. Cuộc bầu cử sắp tới ở Hy Lạp có nhiều cơ hội để các đảng thiên tả chiến thắng. Những đảng này đều chống lại chương trình cứu nguy của Liên Âu và IMF. Tiên đoán về cuộc họp thượng đỉnh Liên Âu, tin từ Brussels. Các nhà lãnh đạo Liên Âu sẽ họp thượng đỉnh vào ngày mai để tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng khu vực đồng euro đã kéo dài 3 năm qua. Cuộc họp lần này sẽ có nhiều sự thay đổi với sự tham dự của tân tổng thống Pháp François Hollande. Các cuộc họp thượng đỉnh trước đây phần lớn ngã theo sự quyết định của hai nhà lãnh đạo Đức và Pháp. Nhưng Tổng thống Nicolas Sarkozy có liên hệ chặt chẽ với Thủ tướng Đức bà Angela Merkel đã bị thất cử. Ông Hollande là người tuyên bố cân bằng ngân sách là điều cần thiết nhưng phát triển kinh tế phải được ưu tiên hàng đầu. Trong lúc bà Merkel cho rằng chính sách kiềm ước, củng cố tài chánh và giảm nợ là giải pháp duy nhất giúp kinh tế phát triển. Một trong những chủ trương của ông Hollande là phát hành công cố phiếu Euro, nhưng điều này cũng bị Đức mạnh mẽ chống đối. Thủ tướng Merkel đã tuyên bố bà ta muốn châu Âu là một liên minh ổn định, nhưng liên minh nợ nần là con đường quanh co, và đây là điều bà ta chống lại việc phát hành công khố phiếu Euro. Nhiều người cho rằng đây là cách vượt qua khủng hoảng, nhưng với cuộc khủng hoảng hiện giờ, bà ta nghĩ rằng công khố phiếu Euro sẽ chẳng thể giúp được điều gì. Bà Merkel được Hà Lan và Phần Lan ủng hộ, nhưng đồng minh chính của bà là ông Sarkozy đã ra đi. Ông Hollande đang được Thủ tướng Ý Mario Monti, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy và Cao ủy Liên Âu ủng hộ việc phát hành công khố phiếu Euro. Mặc dù được đa số ủng hộ đi nữa, việc này không thể nhanh chóng thực hiện, nhưng rõ rệt là khuynh hướng ủng hộ đang gia tăng.
Cao ủy Liên Âu đã đưa ra mẫu công cấu phiếu ổn định trong tháng 11 và nói rằng cuộc khủng hoảng khu vực đồng Euro đang trầm trọng chưa từng có, phải nhanh chóng có hành động. Qua bài diễn văn đọc trước Quốc hội Liên Âu trong ngày hôm qua, Cao ủy Kinh tế và Tiền tệ Olli Rehn nói rằng ông ta ủng hộ sáng kiến phát hành công cấu phiếu Euro, nhưng khu vực này cần phải đưa ra một lộ trình với những chính sách liên kết kinh tế và tài chính để có thể phát hành công cấu phiếu trung hạn và dài hạn. Khu vực đồng Euro cần phải vượt qua khó khăn đang ở mức nguy hiểm nhất trước tình trạng Hy Lạp có thể sẽ phải rời khu vực, nhưng các nhà phân tích nói rằng các nước đồng Euro có thể thay đổi hay không là tùy thuộc vào ông Hollande. Nếu ông ta không tìm được sự bằng lòng của bà Merkel thì sẽ không có thể có sự thay đổi quan trọng nào diễn ra. Và kính thưa quý vị, trước khi chuyển sang phần tin kinh tế thế giới, sau đây là tin thị trường chứng khoán Hoa Kỳ lúc đóng cửa hôm nay, thứ Ba, ngày 22 tháng 5 năm 2012. Chỉ số Dow Jones giảm 1.67 điểm, đóng ở mức 12.502.81 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 8.13 điểm, đóng ở mức 2.839.08 điểm. Chỉ số S&P tăng 0.64 điểm, đóng ở mức 1.316.63 điểm. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới của BYNTV 57.3. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau. Xin quý vị đừng rời màn hình, sau phần quảng cáo, Xuân Phương sẽ trở lại với phần tin kinh tế thế giới.